Ready to pair. Chào cô Phượng, chào Nguyễn Thanh. Quê mình trên cành điện đình,
Điện đình gặp mẹ con mình, hỡi con, hỡi con phải ráng lo tròn cho mẹ lầu xóm tao phục. Tao phục là cầm thông dung thông thả diêu cung thăm nhẹ. Thăm đi nhà trớm cầm thiên đàn thông thả hơn tràn hạ quân là bụi đau hờn con trẻ là cơn mẹ buồn. Chào mừng mọi người đến với buổi live stream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay ngày 18 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống. Hôm nay quỳ nhận cúng ở miễu bàn Ngũ Hành trên đường Phú Định, gần chỗ nhà cô Hai An. Cảm ơn sự giúp đỡ của nghệ nhân Phương Thư, trưởng đoàn nghệ thuật Mái Ấm Đức Quang. Cảm ơn nghệ nhân cô Đồng Giác Mi đến từ tỉnh Kiên Giang. Cảm ơn các nghệ sĩ, nhạc công âm thanh, ánh sáng đã hỗ trợ cho buổi lễ được hoàn mãn rất là tốt đẹp. Cảm ơn ban quý tế hội miễu đã tin tưởng và có lời mời đoàn nghệ thuật tổng hợp Minh Duyên trở về để phụng cúng lĩnh năm bàn. Cảm ơn quý vị quan khách gần xa, quý Phật tử, linh tử, quý vị khán giả đã cổ vũ cho đoàn có thêm động lực để phục vụ. Sáng mai ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, tại đạo tràng chùa Minh Viên Quỳ Nhẫn sẽ cung đón 200 vị tăng ni trở về chùa dân hương lễ Phật để kính nguyện tam bảo cầu xin để thay lại cái nóc chùa Điện Tam Tòa, xin lỗi, nóc chùa Minh Duyên. Và cũng nhân dịp này có quý Phật tử Hùng Phước cũng như đạo tràng chùa Minh Đức Khánh Hòa, Phật tử Tâm Phúc và ni sư Thích Nữ Thông Khánh đã Hùng Phước, mọi người Hùng Phước được 200 phần quà để dâng lên cúng dường cho 200 vị tăng ni đại diện cho 200 chùa chiền Am Thất tại vùng núi Vinh đất Phật này. Quý Phật tử cũng có một số trở về tham dự. Với sự hiện diện của ông Võ Văn La, Pháp Danh Minh Nhân, trưởng ban quý tế của Điện Tam Tòa Thánh Mẫu sẽ dâng lời tác bạch đến chư Tôn Đức cùng với đạo tràng. Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo giáo hội và sự giúp đỡ bầu hồng phước của quý nam nữ Phật tử gần xa, trong bao nhiêu năm qua đã luôn giang tay đùm bọc giúp đỡ và trợ duyên cho đạo tràng chùa Minh Viên được thành tựu như ngày hôm nay. Thay mặt bổn tự xin được nói lời chân thành cảm niệm và tri ân quý dịch vị. Hạ quân là bụi đau buồn con trẻ là cơn mẹ buồn cái cảnh luôn tuồn quên mẹ giờ buồn nhớ con mẹ ráng lo tròn cho trẻ lầu xóm dự kỳ mẹ gọi rằng thi bằng hai chữ từ bi để lòng lòng con phải ra
sáng làm xong, xong rồi mẹ rước khóc đồng hương bán. Bán con ngọc báo điểm vàng, vàng rồng hoàng mẫu sẵn sàng chờ con. Chờ con trở lại lầu son, trường xanh tổ quốc cho con thỏa lòng. Thương con mẹ muốn ầm bồng, ngặt gì con trẻ tấm lòng còn mê. Thương con mà mẹ ủ ê, nhớ con mà mẹ thảm thế lụy tràn. Cho nên mẹ mở hoa tràn, nhâm dần mẹ mở kim hoàng giữa nương. Sướng con cho đến hoa tràn, mẹ xin con chớ ngán đi đường về quê. Mẹ trông con dạy máu về, tiết hồng mẹ sắp giữa kề chờ trông. Chờ con để đến môn rồng, khai môn mẹ ấm mẹ bồng con lên. Con nào thương mẹ kề bên, đặng mà hoàng mẫu rước lên giải bài. Thương con mẹ nhân cùng nay, cho nên mẹ nhân cùng nay lệ nàng. Vui lòng nàng mày đau tràn, buồn tâm nàng nguyện mẫu hoàng đớn đau. Chào Rúc Nguyễn, chào Bùi Hạnh, chào Thanh Tuấn. Cảm ơn Thanh Tuấn nhiều. Chào cô Phượng, ngày mai cô Phượng lên sớm ha. Mấy bữa nay live stream ít có người xem. Người xem trực tiếp chừng hai mấy người. Còn Phật tử xem live stream khoảng chừng 400 đến 500. Live stream không còn sức hút nữa. Kinh mẫu ít người nghe. Bởi vậy lời than của mẹ như đàn, nỉ non mà quẩn khúc nhói lòng ba gia. Con ơi cách mẹ xa cha, chỉ mong mà con trẻ hiểu ra cơ màu. Dạ chào cô Tâm Phúc. Lời của mẹ nỉ non ngày qua, người trần thiền đâu hiểu tâm can. Hằng ngày có mẹ cùng cha, mấy ai để giả lời khuyên mẹ hiền. Chân kinh điển làm phiền con trẻ, nhọc lòng già
thỏ thẻ từng câu. Nhưng mà ai có hiểu đâu, cho lời của mẹ đâu đâu đó mà. Than trách phận cõi trần và tạm, chúng sinh linh cứ mài đua bơi. Con hiền giữ lấy tại gia, biết thương cha mẹ thiết tha công trình. Chào cô Tám Kiếp Tường. Hôm nay nhà cô Tám Kiếp Tường cũng mẹ vui hen. Mấy hôm nay ít thấy cô Tâm Phúc lên mạng. Cô Tâm Phúc ơi, ngày mai là ngày 19 tháng 3 âm lịch. Theo kế hoạch thì ngày mai tại đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn có thỉnh rước 200 tăng ni. Trở về chùa Minh Duyên để làm lễ xin mười phương tam bảo chư lịch đại tổ sư cho phép được sửa lại cái nóc chùa Minh Duyên. Và nhân dịp này đạo tràng chùa Minh Đức Khánh Hòa Nha Trang, ni sư Thích Nữ Thông Khánh cũng như Phật tử Tâm Phố Phát Tâm cũng dường 100 vị và bà con Phật tử cô Tám Kiếp Tường, một tấn gạo, cô Đan ở phòng khám đa khoa Bà Rịa, đồng tâm cũng ủng hộ 5 triệu. Sự phát tâm của mọi người gom góp được 100 phần quà nữa, như vậy được 200 phần quà. Ngày mai dâng cúng cho chư Tôn Đức Tăng Ni về tham dự. Xin thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin được cảm niệm và tri ân công đức của quý vị đã tháng năm qua luôn luôn đồng hành, luôn luôn vòng tay mở rộng, giúp đỡ, ủng hộ và tích lệ tinh thần cho bản thân Huệ Nhẫn được yên tâm để bước trên con đường đạo pháp này, cũng như ngôi đạo tràng chùa Minh Duyên ngày được khang trang. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn thì từ xưa đến nay do cố đại lão hòa thượng Thượng Giác Hà Hải hiệu Bủ Long hòa thượng đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng cuối năm 2017, xin lỗi, năm 1997, thì đến năm 2016 đã dời về núi Vinh, và đến 2017 thì chính thức đã dựng bản hiệu chùa Minh Duyên ở núi Vinh Bà Rịa Vũng Tàu, thời gian cũng được 6 năm. Rồi quý Phật tử luôn luôn đồng hành cùng với Huệ Nhẫn trong những công tác Phật sự. Và điểm sáng của chùa Minh Duyên là nơi chánh điện Phật thiết lập tổ đường, và đặc biệt có một khu đất để dựng lên một ngôi điện Tam Tòa Thánh Mẫu thờ các vị thánh thần, Phật Mẫu, Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng như các cung. Đó là một điểm đặc biệt riêng được mọi người thương mến đến chùa Minh Duyên. Rất mong là quý Phật tử chúng ta, những người chưa hiểu về đạo mẫu, cũng chưa biết về cha mẹ, thì có duyên chúng ta tìm hiểu và học hỏi thêm. Hàng đêm thì Huệ Nhẫn cũng cố gắng tụng một thời kinh ngắn về Phật Mẫu để trong chúng ta ai đó, người có duyên sẽ nghe được và hiểu thêm về Phật Mẫu để tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Và nếu có thuận duyên, xin mời quý vị một lần ghé về Minh Duyên ở núi Vinh Bà Rịa Vũng Tàu để chiêm bái Phật, chiêm bái các cung các cõi và cầu sự an lành, hạnh phúc đến với bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
chẳng cùng ai. Cho nên mẹ nhân cùng nay lệ nàng, vui lòng nàng mày đảo tràn buộc tâm nàng nguyện mẫu hoàng đớn đau. Giờ này mẹ biết nghĩ sao, nhìn con lì mẹ giàu giàu khó phân. Thấy con còn ở dưới trần, đứa thơ đứa dại đứa gần sông mê, mẹ mong con ráng quay về, mẹ đem thuyền lễ đầu kề chờ con. Nhìn con mắt mẹ mỏi mòn chờ con mà mẹ lòng xót tan tành. Chào Trúc Đoàn, chào Cẩm Hồng, chào cô Tây Tiền Giang, chào cô Đồng Giáng Phi. Đào tiên hoàng màu sẵn dầm chờ con mang nguyện màng sắp ban đêm. Mẹ than không có bạc tiền, mẹ còn hai chữ diệu quyền mà thôi. Trong con mà mẹ bồi hồi, sợ con quên mẹ còn ngồi thiền nương. Đôi lời mẹ nhân tứ phương, mẹ ngồi thiền lễ dầm sương đợi chờ. Chờ con cho đến nguyện mờ, sợ con chậm bước kế giờ khai thi. Nữ nam con ráng ra đi, mẹ chờ có một hỏi thi là rồi. Cảm ơn cô Đồng Giác My đến từ tỉnh Kiên Giang. Cảm ơn cô Giác My rất nhiều, sáng hôm nay đã giúp đỡ cho Quỳ Nhẫn cũng như Đoàn Minh Duyên hoàn thành buổi cúng tại miễu Năm Bà ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bài diễn binh rất là hay, rất là đặc sắc ạ. Chúc cô Đồng Giác My luôn có nhiều sức khỏe, đắc xô và luôn duyên dáng trên bầu trời nghệ thuật mà các tổ thầy đã truyền trao lại. Chúng ta hy vọng là sẽ có những lần hợp tác tiếp theo ạ. Nữ nam con ráng ra đi, mẹ chờ có một hồi đi là rồi. Cho nên mẹ mới bồi hồi, kỳ ba lỡ hỏi nói trôi phương nào. Thương con mẹ đổ lụy trào, muốn con nam nữ cùng nhau tao cùng. Tương rau dưa muối chung cùng đành có nhiều cung trở về. Thương con mẹ mới vừa kề, thương con mẹ mới dỗ về được tu. Sợ con nâng đi táp sương mù, lại rải gió thổi mùa thu lạnh lùng. Đông tàn lòng mẹ khôn cùng, lo cho con trẻ lạnh lùng khắp nơi. Đời coi đạo lý như chơi, chừng con tình ngộ khắp nơi tai nạn. Cho nên mẹ đổ lụy tràn, khuyên con phải sáng đi tập đàn tu thân.
để sáng để bước ta lên toàn sáng đi học đạo tràng mẫu nghi. Dạ chào cô Tám Kiết Tường. Như vậy thì ngày mùng 8, mùng 9 tháng 4, đoàn cô Tám Kiết Tường về chùa Minh Viên dự lễ Phật đản. Nhà cô Tám lo dùm buổi ăn để cúng dường cho chư tôn đức tăng ni và đại quý Phật tử cô Tám nha. Nào thầy sẽ điện thoại bàn cụ thể với cô Tám sau. Để khánh tạ cho việc sửa chữa chánh điện chùa Minh Viên xong, và cũng như an vị các kim thân của hóa thân Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chùa Minh Viên sẽ tổ chức an vị vào ngày mùng 8 và mùng 9. Ngày chính thức là ngày mùng 9 tháng 4 nhân đại lễ Phật đản. Có cô Tây Tiền Giang thì cô Tây trưa mùng 8 về cắm bông hoa cúng Phật. Học rằng đặng có ra đi, đi dịu người thêm từ bi để lòng, đặng về kịp hội công đồng, cho nên mẹ mới cậy học con thơ. Điện gian lòng mẹ mãi mơ, mơ con mạng nguyện kịp giờ dần say. Dần say mẹ đổi quên này, nhớ hiền mẹ tiễn hiệp dạy thượng quân. Nghe rồi con sáng đưa chân, con đừng để mẹ kiếm đất trong chờ. Sợ con nhỏ dại bơ thờ, bê trần quên mẹ đợi chờ cung ly. Cho nên mẹ mới ra đi, suốt đời quên hạ trước đi con về. Về máu nam tử rắn về, con về cho kịp lắm quê mẹ mừng. Mừng con nhỏ lụy không ngần, mừng con nam nữ tinh bừng lòng qua. Nhớ con lệ đổ chương tòa, thương con lệ mẹ chan hòa hỡi con. Bệt lòng học đi đảo lầu xót, gắn tâm con sửa lòng con cho thật. Sáng về giữ hồi mấy lần, mẹ không đập phụ con đập phụ sao. Thương con sương gió dạt vào, cho nên mẹ mở bàn đào khai thi. Hồi này nam nữ sáng đi, mẹ ban quyền diệu hài nhi con cặp. Thương con sống cặp dập bầm, thương con mẹ mới sưu tầm tìm con. Đời này mẹ thấy hao mòn, dòng tòn hai lẻ ai còn mới hay. Bền tâm đi được giữ hoa này, quyết lòng thì đành đành.
đài mấy vấn đề. Thượng quan mới biết ai về, hạ quan ngài mất ê hề thay tươi. Thấy đời ai mãi đua bơi, cho nên phải chịu lìa nơi gia đàn. Đọc kinh mẫu buồn á quý vị ha. Đáp lòng nam nữ muôn phương, có lòng tôn kính mẫu nương diệu trì, nên huệ nhận ngày đêm suy nghĩ, dùng tâm thơ khuyên nhủ bách gia, chỉ mong xóm xóm nhà nhà nghe lời của mẹ màng ba tu hiền. Lời kinh mẫu diệu quyền tha thiết, từ đây lòng tâm quyết đi mà ra. Nhiều khi suy nghĩ trong ta, nói ra ba tấm đi gần xa hiểu lòng. Đây tâm sự của người tu sĩ, là minh duyên huệ nhận nhiều năm. Từ khi bỏ mẹ xa cha quê nhà, săn gói thạch đô xài thạch, về phổ quách cầu nương tựa pháp, được ân sư phát nguyện tu hiền. Đặt là huệ nhận minh duyên, chỉ mong có được hữu duyên Phật trời. Thấy sư trưởng tu hành là lạ, chùa phổ minh nơi chốn thạch đô, Sài Gòn quận tám chữ y, thương cho sư trưởng Hải Nhi Dương Trần. Vào chùa ấy một lòng chi quyết, lại cầu thầy con thi phát xuất gia. Thầy thương thâu nhận con khờ giả, từ cha mẹ nước nơi điện rồng. Đêm phát nguyện ngày cùng suy nghĩ, thấy chùa này khác là chùa kia. Chùa này có mẹ có cha, có cung Phật mẫu ngân nghe mấy lời. Ôi sư trưởng tâm mi lòng cao quý, cộng hai giai có mẹ cùng cha, một giai có Phật mười phương. Vậy mà sư trưởng cùng nước chương tòa, đâu biết được âu là chuyên số. Đệ tử này chi quyết hôm nay, minh duyên huệ nhận là ta người nương bộ pháp kim gia cõi trần. Người đệ tử cuối cùng của sư trưởng, quyết một lòng nói góp ân sư. Tu hành chỉ được năm năm, ân sư quay gót mà đi về trời. Bỏ điện ngọc cung son
thôi thổi bỏ chùa vàng ai kế tự đây. Thôi thì thương xót thầy ta về nơi bổ điện kim giai lập thành. Một chính bảy về nơi sông Vịnh, cất chùa này tên gọi Minh Duyên. Một ngày nắng đẹp trời yên, về nơi chốn cổ hữu duyên thành người. Thành cha mẹ con đưa về nuôi, nơi đảo tràng tên gọi Minh Duyên. Kế thừa di quân ân sư thế là Bảo Ngọc Tam Tòa dựng nên. Rồi thế tử lạnh lạnh dương thế hiểu đạo màu, có mẹ cùng cha. Minh Duyên con quý một lòng, trọn đời nguyện kiếp tôn thờ hoàng nước. Như sự tích hay là sắp đặt, chữ hữu duyên hay chữ nhân duyên. Tưởng là quan trái tiền khiến thôi, thì sáng chịu Minh Duyên kiếp này. Kể từ đó đạo màu ban rài, nhận học ân của mẹ yêu trời. Con thơ phát nguyện tu hiền, mẹ cho chân điện trần duyên độ đời. Ôi sự tất hơn 30 năm ấy, đã lưu truyền thế hệ mai sau. Minh Duyên nay có trường tòa tam tòa thách đi mẫu tự dài mà ra. 35 năm chí thành cung kính, ngày lặng đêm tôn kính mẹ cha. Con dành sự nghiệp tài hoa của cha để lại biết bao công trình. Không biết được vợ này chốt ngay, giác linh thầy có được cười vui. Hay là thầy mãi ưu phiền, bao nhiêu sự nghiệp trong trần thiên liên. Thầy xin hãy yên lòng tu tịnh, chốn lạc ban chờ đợi con thơ. Thầy về quê mẹ phúc chiêu, con đây thừa hưởng phước duyên của thầy. Lập chánh điện 10 phương tam bảo, lập tổ đường báo đáp tôn sư. Lập chùa tiếp độ bách gia trăm họ tới nuôi tu hành. Lập điện ngọc tam tòa thánh đi mẫu, trả ơn thầy trước đây đã độ con. Sao là tu học về non, cũng là phương tiện trần non tu hành. Cho bách đi tinh đi ba gia lui tới, chim trường người đức độ tài ba. Nhớ thương cha mẹ trường tòa, mau mau tu tập quá
ba tánh trần gia đình ghét, cũng thương người chi quyết tu tâm. Đừng cho đạo ấy tà tâm, đừng cho đạo ấy không ai phụng thờ. Tôn kính đi mẫu sớm về với mẹ, quyết lòng thật xin mẹ độ an. Ai mà tôn kính đi mẫu bà, ngày sau sẽ được tài quá hơn người. Minh duyên huệ nhận nhiều năm, một lòng chi quyết kính thờ thiên liên. Ai thấu hiểu xin đi đừng khinh quyền, tự đáy lòng tâm mê quyết mà ra. Tự đáy lòng tôi nói thơ ca, danh dễ hiểu cho người mới học. Đừng dội phiền chê trách người ơi, nương tam bảo có mười phương Phật, nương cùng tiên có mẹ cùng cha, chỉ mong huynh đệ một nhà, chỉ mong ba tánh trần miệng biết tu. Có nhiều lúc giả điên giả dại, giả cùng điên cho trọn kiếp này, giả mà tai bắt mặt mình, để cho quân để chúng cùng với nhau. Bởi vì con mến trần nhớ, mẹ truyền đạo lý con mơ ma tà, nên con mới phụ mẹ già, cho nên con bỏ quê nhà ngày xưa. Quê mình ở chốn thiên liêng, có bà mẹ ấy ngày đêm trông chờ. Trần gian có kẻ dạy thờ, ấy là huệ nhận minh duyên đó mà. Quân ba mặt pháp đò đưa, chỉ mong huynh đệ sớm trưa lên thuyền. Nhớ rồi lì mẹ như mưa, thương con hai bụi môi giữa duyên cành, cho nên mẹ mới xuống trần, thấy con lặng đi đặt giữa gần sông mê. Cho nên mẹ muốn đi con về, đặng con thông hay thả giữa kề thượng quên. Minh duyên huệ nhận em hiền, chỉ mong huynh đệ cùng tiên quy hồi. Dương trần cầm giả tạm thôi, quê tiên chốn cổ đại liên là nhà, sao còn chia cách tình thâm. Quân tình quân đệ đạo đồng bất giang, hỡi ba tánh gần xa nam nữ, hỡi những người con mẹ thiên liêng, cung tiên trời.
nhìn đình đình đi cụ nửa nghĩa mình chờ trong cuộc đời quá đổi lòng đông cuộc đời nhân thế trần hồng ngày nay thấy đời ôi quá thảm thế thấy đời ngang dọc còn mê được gì. Chào Sát Trần, chào Tùng Thảo, chào Đô La Dương, chào cô Liên chả gạo, chào Đặng Hà, Khang Tiến, người Nhẫn đang bị Khang Tiến và nghẹt mũi, cho nên tụng kinh không có rõ ràng được, mọi người thương với hôm nay cũng hơi xúc động quá. Chào Minh Cường, Phước Thành. Mình đọc cặp luôn hả? Thôi quý nhẫn mệt rồi, xin tạm dừng live stream bữa nay mọi người nha. Rồi hẹn lại buổi ngày mai nha. Chúc mọi người có một đêm thật là ngon giấc, ngon giấc, an lành. Cái gì? Rồi cảm ơn cô Tâm Phúc nhiều, cảm ơn cô Bích Liên nhiều, cảm ơn cô Tám Kiết Tường nhiều, cảm ơn hết mọi người. Cảm ơn cô Phượng nhiều, cảm ơn mọi người nha, bye bye. Và sau đây là chương trình live show của bé Long Đức.